Wow, anh Hùng có ly nước dừa nhìn ngon với lại mát quá ta. À, Quỳnh Như uống thử đi. À, dừa của nhà tôi trồng sau nhà mới hái xuống đó. Thì hôm nay thương lái tới tận nhà mua luôn nha, mà tôi không có bán. Bởi vì có vài trái để dành uống cho mát trong mùa hè nắng nóng này nè. Cảm ơn anh ông Hùng nha, ly nước dừa này rất là ngon, ngọt với lại mát nữa. Mà mấy hôm nay thì Quỳnh Như có nghe được thông tin là dừa tươi với lại dừa khô đều tăng giá. Cụ thể như thế nào thì xin mời bà con cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Trước tiên mời bà con cùng chúng tôi điểm qua nội dung chính đáng chú ý. Thứ trái nhiều mắt, mọc ngọn trên đầu, bỗng được mùa, giá đặt đỉnh nhờ ba điều này. Nông dân An Giang trồng dưa hấu không cho bò mà bắt leo vàng. Quyết không giải cứu, dân Hải Dương đồng loạt làm việc chưa từng có. Thưa bà con, với người dân miền Tây thì hình ảnh những rặng dừa nghiêng mình dưới dòng kênh con rạch đã trở nên quá đỗi quen thuộc rồi. Nhà nào cũng có mấy gốc dừa, trái tươi thì dễ dành uống nước, còn trái khô thì Đông Hùng thấy bà với lại mẹ hay là mất nữa. Dân đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ thì dừa còn giúp cho nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập. Đặc biệt là vào thời điểm này thì giá những trái dừa tươi hay là dừa khô đều tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm qua. Hiện giá dừa xiêm xanh đang tăng cao, thương lái đến tận vườn mua với giá 110.000 đồng một chục loại 12 trái. Nguyên nhân là do vừa qua những tháng mùa khô hạn, hầu hết vườn dừa bị treo, năng suất thấp. Hơn nữa, đợt sâu hại tấn công vừa qua cũng ảnh hưởng đến sản lượng, dẫn đến cầu vượt cung, dừa khan hiếm, giá tăng. Trong khi đó, dừa khô cũng có giá từ 80 đến 100.000 đồng một chục. Riêng dừa trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, một số doanh nghiệp bao tiêu thu mua dừa khô của nông dân với giá lên đến 120 đến 125.000 đồng một chục. Đây là mức giá cao nhất trong một năm qua. Giá dừa khô tăng do tiểu thương và doanh nghiệp thu mua để chế biến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, dầu dừa, kẹo dừa, thạch dừa, nước dừa đóng hộp, các loại mỹ phẩm từ dừa, chỉ sơ dừa, hàng thủ công mỹ nghệ. Được biết, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích vườn dừa thương phẩm hơn 130.000 hecta, trong đó Bến Tre nhiều nhất với hơn 70.000 hecta, tiếp đó là Trà Vinh, Tiền Giang. Hiệp hội dừa tỉnh Bến Tre cho rằng giá dừa thay đổi là do biến động của thị trường thế giới. Để đảm bảo được đầu ra ổn định cho trái dừa thì nhà vườn với doanh nghiệp cần phải nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thành hợp tác xã và tổ hợp tác. Cùng với niềm vui với nhà vườn trồng dừa ở miền Tây, nông dân trồng khóm ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung khác nữa đang phấn khởi vì năm nay vừa được mùa lại vừa được giá. Do trồng trái vụ nên hiện nay nhiều nông dân trồng khóm ở Nghệ An và các tỉnh miền Trung đã thu hoạch phân nửa diện tích. Thương lái vào tận ruộng thu mua với giá từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký tùy loại, trong khi các năm trước chỉ có 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Theo bà con thì đây là mức giá hiếm có từ trước đến nay. Ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết có 3 nguyên nhân khiến giá tăng cao là do thương lái có mối tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam. Bà con không trồng khóm tập trung như trước mà trồng rải vụ nên thu hoạch kéo dài trong nhiều tháng, tránh tình trạng ứ động ép giá. Và nguyên nhân cuối cùng là do người dân đầu tư làm chủ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc. Theo đó, khóm ở huyện Quỳnh Lưu được nông dân trồng theo quy trình thâm canh, đầu tư đúng quy trình nên đạt năng suất từ 25 đến 30 tấn một hecta. Cá biệt có những diện tích đạt 35 tấn một hecta. Ngoài ra, bà con cũng chủ động thay giống khóm Cayenne sang trồng giống Queen, chất lượng tốt, trái to và đẹp hơn. Đúng là khoa học kỹ thuật quyết định một phần thị trường và lợi nhuận của người nông dân. Nhìn cách nông dân ở tỉnh Nghệ An trồng khóm mà Đông Hùng chợt nhớ đến một nông dân ở tỉnh An Giang trồng dưa hấu nhưng không cho bò mà lại bắt leo vàng. Cái cách trồng gì mà ngộ với anh Đông Hùng, tại sao là không cho bò mà phải leo vàng? Thấy lạ gì đó Quỳnh Như, nhưng mà nông dân có cách làm hết trơn á. Cách làm này thì có nhiều ưu điểm cả về năng suất lẫn chất lượng, mà đảm bảo khi mà ai vào vườn này cũng phải suýt xoa và không quên chụp một vài tấm ảnh để mà lưu niệm vì nó quá đẹp. Nhận thấy việc trồng lúa kém hiệu quả, nông dân Phạm Hoàng Lộc ở xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã mạnh dạn chuyển đổi một công đất trồng lúa sang trồng 5.000 dãy dưa hấu leo vàng. Khi cây dưa hấu bắt đầu phát triển, anh Lộc làm vàng theo hình chữ A cho dưa leo. Lúc dưa cho trái thì bắt đầu bao lưới và làm giá đỡ cho dưa. Với cách làm này, những trái dưa hấu xếp xen kẽ nhau trong vàng như dây bầu, dây bí. Ai vào thăm vườn đều trầm trồ khen.
Anh Lộc chia sẻ, trồng dưa hấu leo vàng có nhiều ưu điểm so với cách trồng dưa hấu cho bò ngoài ruộng kiểu truyền thống. Đó là chi phí thấp, nhẹ công chăm sóc, không bị lo thối trái khi mưa nhiều, thông thoáng nên sâu bệnh ít hơn so với phương thức trồng trên mặt đất. Đến nay, qua 48 ngày chăm sóc, cây dưa hấu phát triển tốt, nhiều trái, dự kiến năng suất trái đạt 3 tấn, trọng lượng từ 2,5 kg đến 3 kg mỗi trái. Với giá bán hiện nay từ 7 đến 8 ngàn đồng một ký, anh Lộc ước tính có lợi hơn nhiều so với trồng lúa. Mô hình trồng dưa hấu leo vàng của anh Lộc hứa hẹn sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn là trồng lúa trên cùng một diện tích đất, mở ra một hướng canh tác mới cho bà con nông dân tại địa phương. Giải thiệu là đặc sản nước tiếng của tỉnh Hải Dương, tuy nhiên tình cảnh được mùa mất giá, hàng ùn ứ phải cho giải cứu là nỗi lo thường trực của bà con nông dân trong nhiều năm qua. Nhưng đây đã là câu chuyện của quá khứ rồi, quyết không để giải cứu, nhà vườn ở tỉnh Hải Dương đã đồng loạt làm một việc chưa từng có, đó là học lên sàn điện tử. Đặc biệt thì năm nay là năm đầu tiên trái vải tỉnh này được bán trực tuyến qua 4 sàn thương mại điện tử, nên bà con có thêm những niềm tin và kỳ vọng mới. Bà con nông dân Hải Dương đang chuẩn bị khóa huấn luyện hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và tham gia gian hàng chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử. Đây là việc làm chưa từng có với người dân nơi đây trước khi vào mỗi mùa vải. Thông qua chương trình này, người nông dân sẽ được hướng dẫn để hiểu đúng để triển khai hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Năm nay là năm đầu tiên trái vải Hải Dương được bán trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử là Alibaba, VOSO, Sen Đỏ và Lazada. Tỉnh này đang tiến hành những bước cần thiết để phấn đấu trước ngày 18 tháng 5. Sẽ đưa từ 5 đến 10 sản phẩm, gồm giải thiều và các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Năm ngoái, mặc dù dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh có một vụ giải thắng lợi, sản lượng ước đạt 43.000 tấn, trong đó 50% được xuất khẩu. Việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử như hiện nay đã mang lại hiệu quả lớn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Sabo từng là loại cây trồng giúp cho nhiều nông dân ở huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang thoát nghèo, nhưng mà vài năm gần đây thì chuyện thị trường giá cả bấp bênh khiến cho người nông dân không còn mặn mà, đã chuyển sang gắn bó với loại cây trồng khác. Tuy nhiên là mùa hạn mặn năm ngoái, khi những vườn cây ăn trái ven sông, kênh rạch bị nước mặn ngấm vào đất qua các đường mòn thì gây thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà cây sabo đã chứng minh được giá trị kinh tế nhờ khả năng chịu được hạn, chịu được mặn tốt. Sabo là một trong những cây trồng có mặt từ rất sớm tại Tiền Giang, nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên người dân không quá mặn mà. Năm ngoái, tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, vườn cây ăn trái của nhiều hộ nông dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng cây sabo thì vẫn sống khỏe. Nói chung vì cái cây sabo này thì nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà nó đỡ một cái là nó phục hồi lẹ hơn, nó phục hồi rất là lẹ. Cái vụ nước mặn vô là mình tưới nó đủ sức nước của nó, gọi là nó tự nó phát nó tốt lên rồi. Còn sầu riêng thì khua, sầu riêng thì phải chờ thời gian lâu lắm, nó cách gần cái năm rồi nó phục hồi lại, nhưng mấy sầu riêng đó nó gần cái năm rồi mà nó còn vậy đó. Cây sabo cho năng suất ổn định, sinh trưởng tốt nên được nhiều người nông dân duy trì nhiều năm nay, có vườn lên đến từ 20 đến 30 năm. Hiện thương lái đến tận vườn thu mua với giá khoảng 10.000 đồng một ký. Mỗi một vụ, một cây có thể cho thu hoạch từ 50 đến 100 ký trái tùy năng suất. Với hai công vườn trồng sabo, trung bình mỗi năm nông dân thu lợi khoảng 100 triệu đồng. Tính đồng lợi nó già rồi, kinh tế mình thấy cực, chăm sóc cực, phân thuốc nhiều mà nó không có bằng cây tơ. Tính trồng lợi nó nữa, bị có 4-5 cây tơ kìa, chiết nhánh ra rồi trồng lại tiếp nó. Nó khỏe, nó nhẹ, nhưng mà kinh tế nó nhẹ thôi, mà khỏe cần khỏe. Còn những người ta có công là ta trồng sầu riêng, còn mình ít công quá thôi trồng nó cho nó nhẹ, vừa ít chăm sóc, vừa phân thuốc nhẹ. Cây sabo nhẹ công chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, chủ yếu là xử lý gốc, tỉa trái, xử lý sâu bệnh 1-2 lần mỗi tháng. Loại cây này đang dần lấy lại vị thế của mình trong các loại cây ăn trái của tỉnh Tiền Giang và dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Dù tính đến chuyện mở rộng diện tích trong bối cảnh hạn mặn, nhưng mà vấn đề nông dân ở Tiền Giang và chính quyền địa phương quan tâm nhất chính là chuyện thị trường. Đầu ra phải đảm bảo thì khi ấy đồng lời của người dân mới được ổn định hơn. Đến đây thì cũng xin khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang.
Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn ốc xào xả ớt, ốc hấp đã. Trời ơi, còn các thứ ốc ngon lành không à. Vì tốn tiền dữ lắm rồi, chết tôi rồi. Dạ, đâu có tốn tiền đâu ông. Giờ ở đâu ra ba thứ này? Thì ở ngoài ruộng của ông đầy luôn á. Ruộng của ông mới xả đó hả? Thì đúng rồi. Ôi trời ơi, như vậy là nó ăn hết lúa của tao rồi. Giờ này mày còn đứng đây, đi ra ngoài kia. Dạ, đi làm gì ông? Trời ơi, đi bắt ông chứ làm gì? Dạ. Biết làm gì không? Biết làm gì không? Trời ơi, sao rồi, bắt hết ốc cho ông chưa? Dạ. Hết cái nỗi gì mà hết, ốc nhỏ ốc lớn đầy luôn ông ơi, không có hết nỗi đâu. Trời ơi, chứ này ta chết gì mấy con ốc kìa. Ông không có chết gì ốc không đâu, còn cỏ nữa, cỏ đầy luôn, nhiều cỏ lắm. Trời ơi. Nói là con có thuốc diệt cỏ, diệt ốc phải không? Dạ đúng rồi. Cho ông đi, ông sẽ cho con cái món khác. Ha, đâu có dễ vậy đâu. Phú ông có cái gì, Phú ông nói thử con nghe coi. Phú ông sẽ đổi ba bò mà chín trâu. Thời này bồm chẳng lấy trâu. Vậy chớ bồm lấy cái gì bồm nói đi. Con muốn ông gả con gái ông cho con. Xe, còn lâu à. Vậy thôi tôi đi về à. Khoan. Rồi có gã không? Gã dạ. Vậy cũng căng nữa làm hết hồn à. Ừ, cái ông cần đây. Bolit diệt mầm cantanin. Có Bolit không còn con ốc. Có diệt mầm cantanin. Cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch. Sạch cỏ, hết ốc kề tới nóc. Đúng là thần dược mà. Còn cái này là gì vậy? Cái này hả? Cái này là nghe trẻ nghe che nghe trẻ khuyến mãi đồng chủ. Khỏi lo cỏ ốc đã nhất siêu sản là chiếc em lấy quá đã quá đã trải gì hấp dẫn với chiếc tivi Samsung xin cô quạt máy chính là giải ba chín như giải tới à hàng ngàn giải thưởng là gói vô liên có danh kỳ ốc đầu vũ chúng to khỏi lo cỏ ốc nhờ bờ mà lúa sạch bóng luôn không còn một ngọn cỏ không còn một con ốc mà đặc biệt là bông lấy cho tôi cái mấy con gà tôi. Tôi có tưởng lấy được con gái của ông sướng dữ lắm, ai mà có về